Copacabana. Tượng chúa của Rio de Janeiro. Đây là tượng rất là cao và được xây dựng từ thế kỷ 17. Đông hay người đông hơn nào đó hơn như là vì đây một địa điểm du lịch nổi tiếng của Brazil mà tất cả mọi người đến Brazil thì đều chưa đến địa điểm này. Hãy cùng mọi người xem là ở đây đông đúc như thế nào nhé. Rất là nắng đúng không chú? Đang quay phim mà. Okay.